Segment Cửu Long TMT tập đoàn 2 Cầu Dầu đời 2022 phiên bản đặc biệt. Vâng, đây là một chiếc xe khá là đặc biệt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là xe này nó đang được sản xuất phiên bản giới hạn nhá. Với cái loại màu xanh này, gọi là màu xanh ngọc lục bảo. Các bác tài hay quen với màu xanh dưa này đúng không ạ? Các bác tài nhìn trên kênh của em thì xem rất nhiều con xanh dưa này, nhưng chưa được xem con này lần nào đúng không ạ? Hoặc có trên duy nhất một lần. Đây thì đây là màu xanh ngọc lục bảo. Và giá hiện tại là 656 triệu nhá. 656 triệu đặc biệt ở giá và màu. Đấy. Còn cái con màu xanh dưa như này thì sẽ là 653 triệu. Đấy, trả góp tất cả hai xe rồi đúng không? Trước là 230 triệu lấy xe của phía tài nhá, 230 triệu. Đấy, bác tài nào cần chi tiết về giá xe hay là giá về cấu hình thì cứ gọi cho em 0383368978. Về xe này thì tất tật cái lốp này, thùng này, mọi cái thì không khác gì nhau cả. Đấy, hai xe giống hệt nhau, không có cái màu thôi. Thì tổng quan về xe thì con xe này được trang bị lái lốp là 900-20. 900-20 chúng ta là sẽ nhìn trực tiếp là cái thông số lốp ở trên này. Đây là loại lốp DRC, tức là lốp Đà Nẵng, bú vải nhá. Và cầu thì đường kính máy ở đây là 28 và otake ở đây thì sẽ là otake là 8 con ốc, 8 con otake nhá. Có dán dấu của nhà máy. Với phần cầu trước thì xe sẽ được trang bị loại cầu là cầu Hàn. Cầu là đây là cầu Hàn nhá. Khá là giống với cầu trước của con hổ vồ Simulac. Tải trọng là 6 tấn nhé. Đây về phần nhíp lá này. Nhíp lá thì xe vẫn được trang bị lá nhíp lá là dày 13 mm. Số lượng ở đây là 9 lá nhíp, 9 lá nhíp nhé. 9 lá nhíp. Đấy, vào đằng trước thì chỉ là phanh thường thôi, không phải phanh hơi tung lốc cây. Các bác tài lưu ý cho em đây là cái dàn này là dàn làm mát chứ không phải dàn điều hòa. Xe thì chưa có sẵn điều hòa và được trang bị sẵn là hai còi hơi còi điện. Đấy là về phần cầu trước. Cabin của em này thì được kết hợp với loại là cabin Đông Phong, nên là ở đây chúng ta sẽ thấy cái logo song nhạn của Đông Phong. Và đây là TMT Moto, hai hãng này kết hợp với nhau ở phần cabin này. Cabin này thì thuộc dòng là cabin đơn nhá. Các tài nhìn thấy sẽ là dòng cabin đơn. Thùng của em này thì sẽ là thùng là 6 khối rưỡi, dài chiều dài này của xe là chiều dài của thùng là 3m76, rộng là 2m29 và cao là cao 75 phân là 6 khối rưỡi. Đấy, nhiều bác là nhìn cái này nó rộng là 2m3 thì sẽ là nó rộng hơn cái mép lốp một tí, gần như được ngang bằng cái lốp với cái lòng thùng này. Đường kính ở phía sau Mayo là 30 nhá, 30 8 mm. Và xe này thì em lấy từ nhà máy nên rất là mới, các tài nhìn các bạn rất là mới luôn, chưa có một vết gì sét nào hết. Đây những con ốc này, những con ốc này nếu các tài để ngoài trời ấy, mà xe đại lý thì sẽ là bị gì sét rất là nhanh. Về phần nhíp phía sau thì xe được trang bị lại nhíp lá cũng là tương tự như sim trước luôn, 13 mm. Ở đây em nhìn được là có ở tầng chính gồm có là 12 lá, còn tầng phụ này có 8 lá, tổng là 20 lá nhíp nhé, 20 lá nhíp. Chassis thì vẫn là thuộc dạng chassis truyền thống của Long là hai lớp 805, thuộc dạng là chassis cao nhất dòng hai chân của Long TMT đấy. Cầu sau thì em này đã được lên loại cầu là cầu 13 tấn rồi. Cầu 13 tấn và to hơn trước rồi nhá. Cầu 13 tấn nhá. Có tài lưu cho em đây là cầu 13 tấn. Đấy. Phanh hơi lốc cây đầy đủ hai bên. Cầu này thì được dòng là cầu của Long. Và phụ của em này thì có tài nhìn phía trước này thì sẽ để đây là phụ của dòng phụ chéo. Và phụ này là phụ 7 tấn. Phụ 7 tấn thôi. Không có tài lưu cho em. Đấy nên là các bác tài nếu mà muốn lấy xe này ấy để mà chở tầm khoảng 20 tấn thì là nó sẽ rất hại cho xe. Các tài chạy tầm khoảng 17 18 tấn thôi là ok nhất. Còn nếu mà 20 tấn 21 tấn ấy thì các bác tài lấy sang dòng hổ vồ giúp em nhé. Đấy, hôm trước em có lên giá con này đấy, 781 triệu là bản cũ này. Nếu các tài lên con này thì đối với dòng cầu của hổ vồ này, cầu 13 tấn này này, à cầu 16 tấn này này, thì các bác tài chạy tầm khoảng 20-21 tấn thì là ok nhá, xe không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Còn nếu mà để dòng này chạy 20-21 tấn thì vẫn chạy được, nhưng mà nó sẽ rất là hại cho xe theo thời gian. Ở trên bản 22 thì sẽ được nâng cấp lên thành bình dầu là bình dầu inox nhá. Bình dầu inox ra sáng đẹp đúng không ạ? Kể cả cái phần hơi bên kia nữa, phần bình khí nén bên kia nữa cũng được thành phần inox. Con máy xem này thì thuộc dòng là con máy Yuchai. Yuchai nhá, không phải Yunay hay là Weichai đâu, Yuchai. Dòng máy rất là quen thuộc trên dòng xe của Taco nữa, Taco cũng như là hổ vồ trước kia. Con máy là 140. Thuộc dòng là 4 máy, con ta nhìn ở đây sẽ để là 4 máy nhá. 4 máy 140, máy điện. Đấy, xe có ống thở. Thì đấy chủ yếu là em lên Hoàng lên ngày hôm nay để có tài là xem rõ được cái màu xanh lục bảo con này trông như thế nào thôi. Vì nhiều bác tài cũng hỏi em màu xanh lục bảo màu xanh gì. Đấy, màu xanh lục bảo này sẽ đắt 3 triệu so với màu bản thường nhá. Và xe này đã tách cầu rồi. Đấy, có bác tài nào không thích màu xanh này thì có chỉ chuyển sang là màu xanh dưa này.
Màu xanh dưa này thì hiện tại đã có xe đặt sẵn của anh công ty Phúc Thúc Len ở Hà Nội là đặt bên em Hoàng rồi. Có tài có thể lấy xe này và em Hoàng sẽ đặt mới từ nhà máy về một chiếc xe khác. Cái xe này thì để trên bãi được tầm khoảng cũng tầm gọi là 2 tuần rồi. Đấy, 2 tuần rồi. Em Hoàng thì cũng chưa rửa xe này, khi nào cần bàn giao thì em Hoàng sẽ giải quyết hết. Đấy, có tài nếu mà có thắc mắc gì cứ gọi cho em Hoàng nhá, theo số điện thoại ở bên dưới là 0383368 hoặc là để lại phần bình luận ở phía bên dưới. Em Hoàng sẽ trả lời đáp từng phần cho quý khách tài nhá. Và em Hoàng xin kính chào toàn thể các quý khách tài, hẹn gặp tất cả quý tài trong video ngày mai. Xin chào. Dìm xe của em là ở Phú Nghĩa, Trương Mỹ, Hà Nội, thứ hai là cầu Ông Chúa, Hồng Biên, thứ ba là TMT Hưng Yên. Em Hoàng xin kính chào toàn thể các quý khách tài.